Would you like some milk? Would you like some milk? Chưa bao cái từ đây này các bạn cũng có thể biết là milk, milk. Hàng ngày thì các bạn chắc hẳn là đã quen với cái milk này rồi đúng không? Milk, milk, uống sữa đấy. Milk trong từ Vinamilk, sữa được chưa? Milk, milk. Would you like some milk? Bạn có muốn một ít sữa không? Tức là chúng ta sẽ bắt đầu học một cái bài mang tính chất lời mời. Lời mời này tức là mời về một cái món ăn hay là thức uống nào đó. Would you like some milk? Bạn có muốn uống một cái này không? Bạn có uống một ít sữa không? Hay là bạn có muốn uống một ít cam không? Hay bạn có muốn ăn một ít thịt bò chẳng hạn? Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần chủ đề này chứ. Would you like some milk? Bây giờ các bạn nhìn vào đấy và ghi phần mục bài vào vở nhé. Would you like some milk? Bạn có nghĩ một ít sữa không? Ở đây là cô đưa ra một cái dạng topic chung theo cái sách giáo khoa của các bạn. Nhưng mà từ milk này không hẳn là các từ milk đâu. Chỉ là cũng phần danh từ. Would you like some milk? You like would you like some milk? Would you like some milk? Do you finish? Raise your hand. Ai đã xong rồi giơ cánh tay cho cô nào. You Now we move to the vocabulary. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tôi mở nhé. Vocabulary. Would you like some milk? Would you like some milk? Tôi có thấy một số bạn con nóng kể cách cho nên là bạn lời bạn đi một chữ nhé. Would you like some milk? Milk. Bạn có muốn một ít sữa không? Ở cái chỗ này, would you like some milk? Lesson 8. Would you like some milk? I give you, now before the lesson, we have the music. Đấy. Nghe từ đây đầu tiên các bạn đã nhìn thấy từ What is your favorite food? What is your favorite food? Hoặc là What is your favorite drink? What is your favorite drink? My favorite food is fish. And they are my favorite food and drink. Đấy, food and drink có nghĩa là chúng ta sẽ học về phần thức ăn và đồ uống. Chứ food có nghĩa là thức ăn. Còn drink có nghĩa là thức uống, đồ uống đấy. Cái mục này đầu tiên chính là phần từ mới. Phần từ mới thì chúng ta sẽ có những cái từ như sau. Now you look at the picture. It is thịt, thịt bò đúng không? Thịt bò. Chúng ta sẽ có từ beef, 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 beef. Cái phần này các bạn chỉ cần phải ghi đáp án thôi.
Thì có một cái bảng tổng hợp lại cho các bạn chứ. Bị, 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 bị là thịt bò. Bị. Họ, 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 họ là thịt lợn ấy. Họ, họ, bị, họ, họ. Chicken, chicken is very popular. Chicken này thì là khá là phổ biến thôi. Không, chicken, chicken có nghĩa là thịt gà. Chicken, chicken, chicken. Feet, feet, con cá mà chúng ta ăn ngay thì chúng ta sẽ gọi là feet, 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 feet. Thức ăn chung, gọi chung là các cái đồ thức ăn thì chúng ta sẽ gọi là food, food, food. Orange, orange, orange. Bình thường các bạn đã học được từ là orange. Orange có nghĩa là màu cam đấy. Bình thường chúng ta sẽ học về tính từ chỉ màu sắc. Thì orange chính là cam, màu cam. Thêm chữ juice có nghĩa là orange juice, có nghĩa là nước cái đậm. Orange juice, orange juice, orange juice, orange juice, orange juice, orange juice. Water, water, water là nước. Water, 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 water. Milk, 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 milk là sữa. Milk, 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 milk. Bread, bread, bread là bánh mì. Bánh mì mà các bạn ăn hôm nay chúng ta sẽ gọi là bread, 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 bread. Đây. Cơm này là các đặc biệt hơn nữa thì chúng ta sẽ gọi là rice, 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 rice. Vegetable, 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 vegetable gọi là một cái nhóm thức ăn gọi là về phần rau củ quả nhé các bạn. Vegetable, 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 vegetable. Cái này là các bạn không được đọc là vegetable đó nhá, mà các bạn phải là vegetable, vegetable, vegetable. Lemonade, 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 lemonade là nước, nước chanh đúng chưa? Lemonade, lemonade. Green, 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 green là nước uống chưa? Green, green, green. Favorite, cái từ favorite này là các bạn đã được nghe câu hỏi và các bạn cũng đã học được nhiều công thức về chữ favorite rồi. Favorite có nghĩa là tính từ mang tính chất yêu thích, favorite, yêu thích, favorite, favorite. Green, green, green. Lemonade, 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 lemonade. Vegetable, 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 vegetable. Rice, 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 rice. Bread, bread. Milk, milk, milk. Water, 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 water. Orange juice, orange juice, orange juice, orange juice, orange juice. Orange, orange là cam, juice là nước ép, orange juice là nước ép cam đấy. Orange juice. Food, 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 food. Thì u, hai thì o gộp lại thì chúng ta sẽ có phonics là u, kéo ra chứ. U, food, food. Feet, 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 feet. Chicken, 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 chicken là thịt gà. Pork, pork, chữ o này, đây là một chữ o nhé các bạn, chữ o nó có hai chấm như thế này, đọc là pork, chữ o này chữ o dài hơn chữ o bên thường chúng ta sẽ đọc là đó, đó, là con chó ấy, thì chúng ta sẽ có o dài, còn từ pork mang tính chất thịt lợn này này chúng ta sẽ đọc là pork, pork, pork,
bật cái âm đuôi chữ K lên. Họ, họ, họ. Bị, 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 bị. Rồi, bây giờ đọc lượt lại cho cô nào. Minh Hằng quýt, mà các bạn lâu ngay rồi, các bạn mở cả hai cho cô nào. Em thưa cô, beef, Bị. beef, pork, chicken, fish, food, food, orange, Orange. orange, water, meal, bread, rice, Vegetable. vegetable, lemon này, Lemonade. green, Green. favorite, Favorite. I guess Minh Hằng, very good. Anh Tú, please. chicken, Bây giờ chúng ta sẽ không nhìn chữ nhá. Sẽ nhìn vào cái hình này thử từ đầu cho cô nào. pork, beef, fish, food, milk, water, orange, drink, favorite. Very good job. Yes, anh Thủ. Bảo Minh, please. Em tôi có chicken, pork, beef, fish, pork, Food. meal, water. Water, now water. Water. Orange juice. Green. Favorite. Lemonade. Green. Vegetable, vegetable. Vegetable. Rice. Green. Great. Rest. Very nice. Thank you, Bảo Minh. Đấy, hôm nay là cái từ mới rất là dễ đào, cho nên là cô cho các bạn hơi nhiều từ mới một một tí nhá. Vì là từ mới hầu như là cả cái từ ở cái bức tranh đầu tiên này các bạn đã quen rất là nhiều rồi. Đăng nhập please. Lemonade, chicken, pork, beef, fish, food, milk, water, orange juice, drink, favorite, lemonade, vegetables, rice, bread. Thank you, Đăng Nhật. Very good. Các cái từ nào mà các bạn biết rồi thì các bạn sẽ không cần phải ghi lại đâu nhá. Căn sang, please. Kitchen, food, beef, fish, food, meal, water, orange juice, green, favorite. Favorite. Từ thứ hai chúng ta sẽ đọc là pork. Được chưa? Pork. Pork. Food. Food. Pork. Food. Rồi. Từ này đọc là water. 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 Orange juice. Orange. Orange juice. Đấy. Orange juice. Orange juice. Favorite. Rồi. Tiếp theo. Not make it good. Lemon. Lemonade. Lemon.
lemon là quả chanh được chưa? Lemon là quả chanh. Thế này, lemon này là nước chanh. Lemon này. Vegetable. Right. Bread. A bread. Very good. Thank you, Trang. Yes. Lemon snake. Lemon là quả chanh. Snake. Lemon snake. Vegetable. Progress, please. Em được có chicken, pop, fish, pig, food, meal, water, orange juice, green, berry. Lemonade. Vegetable. Rye. Bread. Very nice. Thank you, Swinwin. Now the next teacher. Who can raise? Văn Trang, please. Chicken. Pork. Best. Fish. Food, meal, water, orange juice, drink, favorite, lemonade, vegetable, rye, bread. Well done, thank you. The next person. Bạn tiếp theo nào. Quên cả, please. Em có là chicken, pork, beef, food, meat, pork, meal. Meal, what's that? Orange juice. Drink. Favorite. Lemonade. Now, lemonade. Lemonade. Vegetable. Fry. Bread. Thank you, Quinta. Quinty, please. Bạn gửi đọc lại cho cô nha. Được cô. Baseball. Please. Vegetable. Landing bread. Now lemonade. Lemonade. Rye. Vegetable. Bread. Football. This. Underwood. Water. What's the meal? Food. Feet. Beef. Four. Chicken. Four. Beef. Feet. Food. Meal. Water. Orange juice, drink, favorite. Từ đó đến nay chúng ta sẽ có hai nghĩa nhá. Khi mà trong nghĩa là danh từ,
Khi nào nó trong nghĩa danh từ thì gọi là thức uống, được chứ? Thức uống, đồ uống đấy là trong nghĩa danh từ. Còn mang nghĩa động từ, nó là động từ uống. Khi mà các bạn uống nước cam thì chỉ nói là I drink orange juice, chứ? I drink orange juice, đó là mang nghĩa động từ, tôi uống nước cam. Đấy, nhưng trong trường hợp này, nó là đóng vai trò một danh từ, thức uống, đồ uống, chứ? Thức uống, đồ uống. Can you please? And to go. Chicken. Fork. Bed. Feet. Fork. Meal. Water. Orange. Drink. Paper. Lemonade. Tên này đọc cho cô là fork. 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 Ball. Bees. Food. Water. Water. Orange juice. Now orange juice. Orange juice. Rồi nữa. Drink. Lemonade. Vegetable. Right. Bread. I guess it's me. Good. Ơi. Em hỏi. Favorite là nghe là ngọt. À, từ favorite có nghĩa là yêu thích. Được chưa? Favorite có nghĩa là yêu thích. Có chicken là thịt gà. Pork. Pork là thịt lợn, còn beef là thịt bò, feed là cá, food là thức ăn, meal là sữa, water là nước, orange juice có nghĩa là nước cam, drink là thức uống, favorite là yêu thích, lemonade là nước chanh, vegetable là thức uống, thuộc nhóm rau củ quả ấy, rice là gạo, cơm, chưa? Yeah. Bread là bánh mì. Anh Tú. Ăn gấu. Rồi, đọc cho con á. Lemonade. Vegetable. Rice. Bread. Chicken. Pork, beef, fish, food, milk, water, orange juice, drink, favorite, water. Thank you, thank you. Tom Nguyen, please. Chicken, four, best, beef, fish, beef, bro, fish, bro, meal, where, water, orange. Juice. The ring. Favorite. Lemonade. Vegetable. Rye. Bread. Thank you so much. Có quá nhiều từ mới của các bạn, vì có nghĩa là có mấy cái từ này các bạn đã học rồi. Còn là từ fish cả không rồi. Chicken là các bạn đã được học rồi, đúng không? Water, nước. Thực ra là cô đã nói với các bạn là từ water có nghĩa là từ nước ấy, động từ của nó. Orange juice, drink, favorite, chicken, pork, beef,
feed, feed, food, food, milk, water, orange juice, drink, drink, favorite, favorite, lemonade, lemonade, vegetable, vegetable, rice, rice, bread, bread. Đấy, là cả ký tự mới. Đấy, các bạn ghi cái phần tự mới này vào vở cho cô nhé. Ký phần tự mới từ số 1 đến số 10, sau đó các bạn sẽ ghi cụm từ bên này nữa. Bạn nào mà ghi xong rồi thì cô sẽ từ một nắm cụ cho các bạn mình ghi đã. Chắc chicken, chicken, pork, pork, beef, beef, food, milk, water, orange juice, drink, favorite, favorite, favorite. Enter place now. Can you repeat it? Can you repeat? Bạn anh thứ nó đông lại chứ con đó. Bạn kín ký nó. Con chưa có kitchen fork bean feet feet food food meal meal water water orange juice. Orange juice. Drink. Drink. Favorite. 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 Rồi, bên kia đọc là lemonade. Lemonade. Vegetable. Vegetable. Rice. 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 Bread. Bread. Rồi, pork. Pork là thịt lợn, con beef là thịt bò. Chắc pork là thịt lợn, beef là thịt bò. Food là thức ăn, drink là đồ uống. Chicken, chicken, pork, beef, feed, food, milk, water, water. Orange juice, drink, drink, favorite, lemonade, lemonade, vegetable, vegetable. Rồi, từ này thì quark là thịt lợn, con từ bít là thịt bò. Yeah. Từ nào mà các bạn đã được học hoặc đã được ghi rồi thì các bạn không cần phải ghi lại đâu. Ví dụ như từ water các bạn biết thôi, thì là các bạn sẽ không cần phải đi lại cái thân từ mọi nữa hoặc là từ milk sữa ấy, các bạn đã học rồi, hoặc là biết ở từ ngoài đó thì các bạn sẽ không cần phải đi vào cái thân từ mọi nữa. Từ mới tức là cái phần mà các từ các bạn chưa được biết hoặc chưa được học thì chúng ta mới đi cái phần đó chứ. Vì là ở trước đây còn cái khoảng thời gian các bạn học được 3 thì cô không dạy các bạn cái đấy là những cái từ mới này, cô không là các bạn đã học biết chưa. Nhưng mà cái chủ đề bài hôm nay là về thức ăn và đồ uống, cho nên nó cũng cung cấp ra những cái thức ăn đồ uống mà các bạn thường hay gặp. Milk, water, orange juice, drink, favorite, favorite, favorite. Lemonade, lemonade, vegetable, vegetable. Right, right, bread, bread.
Now we have minions, minion game, minion game. Con này và là con minions. Đang trò chơi này các bạn đã bị trôi đúng không? Chúng ta sẽ có một cái hình ảnh và một cái hai cái đáp án hoặc là ba đáp án, đáp án mà các bạn sẽ lựa chọn. Now what is it? Now what is it? Quickly please, what is it? Quincy, please, what is this? The golf is in chicken or beef? Chicken. Chicken. A chicken. Yeah. Yeah, yes. Chicken. The next, you know, please. The golf is beef. Beat. Anh Thư, please. Anh Thư, please. Kim Chi, please. Em thấy có food. Yeah, food. Từ này là food. Food là thức ăn. Food. Magna, please, what is it? Water. Là nước. Water. What is it? Con Nguyên, please, what is it? In the color pot. Pot. Thịt lợn. Pot. Drink of fish. Văn Trang, please. Drink of fish. In the color fish. Fish. Very good. Minh Hằng, please. Favorite or orange juice? Favorite or orange juice? In the color favorite. Favorite. Và những cái team này tức là thể hiện sự yêu thích của mình. Oh, favorite. Yeah. Còn Nguyên, orange juice or water? Orange juice. Nước cam. Orange juice. Excellent. Đăng Nhật, please. Orange juice or milk? Milk. Very easy. Nó rất là dễ không? Very easy. Thank you. So, we have the first structure. Chúng ta sẽ đến với cái cấu trúc đầu tiên. Các bạn sẽ được nghe cái phần bài nói cùng họ. Hey, what's your favorite food? It's fish. I like chicken. C. What's your favorite drink, Mai? It's orange juice. D. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. Đấy là một cái đoạn hội thoại khi mà chúng ta bắt đầu vào phần cấu trúc. Bây giờ cô sẽ gọi hai bạn tham gia cái bài hội thoại này nhé. Bảo Minh và bạn Ánh Tụ nữa. Hai bạn đọc cho cô cũng là cái đoạn hội thoại này nhé. What is your favorite food? It's fish. How about you? How about you, Tom?
I like chicken. What is your favorite drink, Mai? Eat orange juice. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. I like milk. Very good. Thank you, Bảo Minh, anh Tú. Sun Sang and Quincy, please. Em đưa câu. What your favorite food? It's in spurs. It's fish. It's fish. It's in fish. What about you, Tom? How about you? How about you, Tom? I like kitchen. I like what you favorite drink, Mai? What is your favorite drink, Mai? Is on the goose. Now eat orange juice. It's orange juice. Do you like on orange juice? Sunshine, please. Sunshine. No, I don't like milk. No, I don't. I like milk. Không, tôi thích sữa cơ. Yes. No, I don't. I like milk. Thank you, Sunshine and Quincy. The next question. Bạn tiếp theo nào. Như Ngọc, Minh Ngân. Em thưa cô, what is your favorite food? How about you, Tom? What is your favorite drink, Mai? It's orange juice. Do you like orange juice? No, I like orange juice. Đấy là cái phần bài này đấy chứ. Đăng What is your favorite food? What is your favorite food? Đăng nhật. It's fish. It's fish. How about you, Tom? I like chicken. Eat orange juice. Orange juice. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. Thank you, Nugget. Please. Ban Sang and Tong Nguyen. Can you repeat it? Ban Sang và Ban Tong Nguyen. Nhắc lại. What is a favorite food? I fish. It's a fish. How about the you, Tom? I like chicken. What is your favorite drink, Mai? It's orange juice. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. Anh đến. Đồng nguyên em vẫn sang. Yeah, cô sẽ đọc lại nhá. Drink, food. Orange juice. Lemonade. Milk. Water. Chicken. Fish. Rice. Bread.
để thử mua ăn mua với ai. Orange juice, được chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái cấu trúc đầu tiên. Bạn thích ăn hoặc là uống gì thì chúng ta sẽ hỏi là what is your favorite food or drink? Yes. What is your favorite food or drink? Khi mà các bạn lựa chọn từ food rồi thì các bạn sẽ không chọn từ drink nữa vì thức ăn và đồ uống nó sẽ khác nhau. Hoặc là các bạn sẽ hỏi này, what? What is your favorite food? What is your favorite food? Thức ăn mà bạn yêu thích là gì? Một cách trả lời đầu tiên các bạn sẽ thử dùng cho cô từ eat cộng với cái thức ăn mà các bạn yêu thích. Hoặc các bạn thử dùng cho cô chữ I like. Các bạn thử dùng từ eat hoặc là từ I like. What is your favorite food? Các bạn yêu thích món gì? Các bạn sẽ nói là eat chicken chẳng hạn. Eat chicken. Hoặc là các bạn sẽ nói với cô là I like chicken. Đấy. I like chicken. Eat pork. I like pork. Eat beef. I like beef. Eat beef hoặc là I like beef. What is your favorite drink? What is your favorite drink? Có nghĩa là bạn thích thức uống gì? I like milk. I like milk. Có nghĩa là tôi thích sữa. Hoặc là eat water. Đó là nước. Chẳng hạn, hoặc là nước cam thì các bạn sẽ sử dụng là orange juice. Orange juice, I like orange juice. Well, eat orange juice. Eat orange juice. Okay. Anh Tú, please, what is your favorite food? Is beef. What is your favorite drink? Is orange juice. Orange juice. Thank you, Anh Tú. Minh Hà, please. What is your favorite food? And dear teacher, I like chicken. You like chicken. What is your favorite drink? I like orange juice. I like orange. Orange juice. And orange juice. Orange juice. Very good. Thank you, Minh Hà. Khoan nghe, please. What is your favorite food? I like beef. You like beef. So, what is your favorite drink? I like orange juice. You like orange juice. Good job. Thank you. Trong comment, trong nguyên, please. What is your favorite food? Trong nguyên. I like chicken. You like chicken. So, what is your favorite drink? I like orange juice. You like orange juice. Very good. Thank you. Tông Nguyên. Kim Chi, please. What is your favorite drink? What is your favorite drink? It's chicken. Drink. Drink có nghĩa là thức uống. Đó chính chúng ta phải trả lời thức uống trước. Khi cô hỏi là drink, là em phải nhớ ra các loại thức uống như milk, water, orange juice hoặc là chữ lemonade, nước chanh ấy. Rồi, hỏi lại nhá. What is your favorite drink? It's orange. What is your favorite food? I like chicken. You like chicken. Thank you, Kimchi. Can translate, what is your favorite food? I like chicken. You like chicken. What is your favorite? What is your favorite drink? It's milk. Milk. So good. Thank you, Tan Tan. Quỳnh Chi and Đăng Nhật, ask and answer. Ask and answer. Bạn Quỳnh Chi và bạn Đăng Nhật sẽ hỏi và trả lời nhau được chưa? Thay vì câu hỏi thì các bạn sẽ tự hỏi lẫn nhau. What's your favorite food? It's chicken. What's your favorite drink? I like milk. What's your favorite dish?
is beef. What's your favorite food? I like fish. You like fish. What is your favorite drink? I like orange juice. You like orange juice. Thank you, Sandra. Quincy. When time, please. When time, you know. What's your favorite drink? Now, what is your favorite food? What is your favorite food? Rồi, you know. It's chicken. Well, they tell what is your favorite drink? What is your favorite drink? Hello, Panino. Rồi, câu trả lời câu này nhá. I like lemon cake. I like lemon cake. Thank you, Nino and Minta. Đấy, đấy chứ. Công thức đầu tiên mà các bạn học là what is your favorite food hoặc là drink? Trả lời eat hoặc là I like. Bạn thích ăn hoặc là uống cái gì? Thì các bạn sẽ trả lời tôi thích gà, tôi thích bò, tôi thích lợn, hoặc tôi thích ăn cả, chẳng hạn tôi thích uống sữa, tôi thích uống nước. Tôi thích uống nước cam hoặc là tôi thích uống nước chanh. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái từ mẫu này để linh hoạt chuyển đổi chứ. Đấy là cấu trúc đầu tiên. Rồi, now you look at the picture. Look at the picture and say what is your favorite love, love, love and eat. Love, love, love. Nào, các bạn sẽ nhìn vào các bức tranh này và các bạn sẽ điền từ của fill in the blank. Minh Hằng, please. Có con kiểu vào vợ không có? Rồi các bạn thấy có một phần bị dùng nhé. Dear teacher, what is your favorite food? It is beef. It is beef. Rồi, beef bị dùng về phần thức ăn thử cho cô ghi một câu một bị dùng chứ. Thôi được, để cái phần thức uống thì chúng ta sẽ ghi một bị dùng. Các bạn chỉ cần ghi cho cô một ví dụ và sau đó lắp ghép cả cái từ này vào là được. Ghi ví dụ vào vào. What is your favorite food? It be. Hoặc là các bạn sẽ trả lời cho cô phía sau này nữa là I like beef. Yeah. What is your favorite food? It's beef. Hoặc là I like beef. Ví dụ đầu tiên là như vậy. I like beef hoặc it's beef. Rồi tiếp theo bức tranh thứ hai.
Bảo Minh quick. And to go. What's your favorite food? Eat pork. Eat pork. What is your favorite food? Eat pork. Eat pork. Right? What is your favorite food? Eat pork. Thank you, Bảo Minh. Excellent. Rồi, bức tranh tiếp theo bạn nào, who can? Quên cả. And her goal là what is your favorite drink? Rồi, bữa nay là bao giờ nha. What is your favorite drink? Eat orange juice. It's orange juice. Yeah. Khi mà từ what viết lên như thế này thì nó tương hợp với cấu đọc các bạn dày hiểu thôi. Nhưng mà từ what mà được viết lên với động từ to be ấy, mà được viết lại như thế này đấy, các bạn sẽ đọc là what's your favorite drink? What's your favorite drink? Thức uống mà bạn, đồ uống mà bạn yêu thích nhất là gì? It's orange juice. Hoặc là I like orange juice. Ghi ví dụ thứ hai về thức uống. What so, favorite drink, eat orange juice. What is your favorite drink? Eat orange juice, eat orange juice. Eat orange juice. What is your favorite drink? Eat orange juice. What is your favorite drink? Ví dụ về loài thức uống mà bạn yêu thích nhất là gì? Bao giờ? Now the next picture, the thing thứ ba. You know, please. Em. I'm the caller. What your favorite drink? Is water. It's water. What's your favorite drink? It's water. Now you listen and take. You listen and take. Listen. Các bạn chú ý nghe nhá. Sau khi nghe xong thì các bạn nhấn lên vào cái hộp trò chuyện cho cô nhé. Nhấn vào hộp trò chuyện cho cô để cô check lại kết quả của các bạn. Question 1. What's your favorite food? Eat.
It's fish. Sorry? Fish is my favorite food. What's your favorite drink? It's orange juice. Orange juice? Yes. What's your favorite food and drink? Chicken and orange juice. Chicken and what? Chicken and orange juice. Oh, I see. Now let's learn again. Let's sing again. What's your favorite food? It's fish. Sorry? Fish is my favorite food. What's your favorite drink? It's orange juice. Orange juice? Yes. What's your favorite food and drink? Chicken and orange juice. Chicken and what? Chicken and orange juice. Oh, I see. Oh, I see. Các bạn tự nhẫn vào câu trả lời không chân. What's your favorite food? It's fish. Sorry? Fish is my favorite food. What's your favorite drink? Orange juice. Orange juice. Yes. What's your favorite food and drink? Chicken and orange juice. Chicken and what? Chicken and orange juice. Oh, I see. Đấy, cái thằng ngày hôm nay là rất là dễ đâu, đúng không? Ở câu thứ nhất, người ta hỏi là what is your? Trong cái trường hợp đó là người ta đang hỏi về nhau, tức là sở thích của bạn, sở thích về thức ăn của bạn là gì? Thì họ mới quy ra câu hỏi là thức ăn của anh ấy yêu thích là gì? Chứ? Món ăn yêu thích của anh ấy, to eat, có nghĩa là của anh ấy. Chứ? Món ăn yêu thích của anh ấy là gì? It's fish. Fish, fish, not meat, chứ? Fish. Feet, feet, feet. Rồi tiếp theo, what is your favorite drink? It's orange juice, orange, orange juice. Khi mà chúng ta nhìn thấy bức tranh thứ hai này là apple, apple juice, có nghĩa là nước ép táo nhá. Orange juice là nước ép cam hay là con người là nước sinh tử cam, nước cam, nước táo này. Apple juice, đấy, milk. Rồi tiếp theo để hỏi sở thích của cô ấy về thức ăn và đồ uống thì người ta sẽ hỏi là what is your khi hỏi nhau ấy bạn ấy what is your favorite food and drink có nghĩa là thức ăn và đồ uống mà bạn yêu thích là gì khi mà hỏi lại what is her favorite food and drink món ăn và đồ uống mà cô ấy yêu thích là gì it's orange juice and chicken and orange juice yeah. Chicken và the cam, vậy là đáp án của chúng là 1, B, 2, C, 3, A. Rồi, các bạn nghe như vậy là rất là tốt rồi, chưa? Tiếp theo, bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây và viết cho cô. Nhìn vào hình ảnh your as a picture and write. What is his favorite food? Các bạn phải viết thành một cái câu mà
chuyển đổi luôn nhé các bạn. Khi mà lúc nãy khi mà các bạn sử dụng cái câu này này, khi mà các bạn trả lời ấy, có thể các bạn sẽ trả lời dựa vào cái cấu trúc mà hôm bữa mà cô dạy cho các bạn về môn học yêu thích của các bạn ấy. What is your favorite subject? My favorite subject is hoặc là A đấy. Thì các bạn sẽ đừng chờ bạn chờ đáp án bạn à, chưa để cô giảng cái bạn này đã. Ở đây thì có nhiều cách trả lời cho các bạn khi các bạn trả lời chuyện này, nhưng mà các bạn có thể các bạn có thể dựa vào cái phần câu trả lời mà về các môn học ấy. My favorite subject is câu của môn học ấy, nhưng mà ở đây chuyển thành là my favorite food chẳng hạn, hoặc là my favorite drink đấy. Sau từ my favorite thì cả ta sẽ công với một danh từ, to food hoặc là to drink. Mẹo hai thì các bạn phải chuyển thành cổ nhiêu đấy. Đấy, chẳng hạn thì các bạn sẽ công với một cái món như vậy. Một là một cái trả lời, đúng không? Eat hoặc là I like, hoặc là my favorite food, my favorite drink. Điều đó công khai nhé. Khi mà trả lời như vậy công khai, các bạn có nhiều cách trả lời. Ví dụ hơn nữa nhé, các bạn sẽ nói là chicken hoặc là chicken hoặc orange juice. Đấy, các bạn có thể kiếm tổng nhiều cách trả lời để làm cái câu trả lời của mình phong phú hơn, nó không hoàn toàn không sai nhé. Các bạn có quyền được trả lời như vậy chứ. Đấy là những cái cách mà các bạn có thể trả lời dựa vào câu hỏi chứ. Khi người ta hỏi do của bạn, thức món ăn yêu thích của bạn là gì, hoặc là thức uống yêu thích của bạn là gì, thì các bạn sẽ nói là my favorite food or my favorite drink, nghĩa là món ăn yêu thích của tôi là, hoặc là tôi thích cái này, tôi thích cái kia, hoặc nó là cái gì, nó là cái gì chứ. Món ăn yêu thích của tôi là, hoặc thức uống yêu thích của tôi là, hoặc là các bạn trả lời chicken is my favorite food. Gà là món ăn yêu thích của tôi, chúng ta có thể đổi cái phần chủ ngữ lên. Ví dụ như cái phần sau này các bạn sẽ trả lời orange juice is my favorite drink. Được ép sang là món là thức uống yêu thích của tôi nhé. Sẽ có nhiều cách trả lời cho các bạn, cho nên là cái phần này trả lời các bạn có thể sử dụng những cái cấu trúc mà các bạn đã được học rồi để trả lời. Chúng ta quay lại cái phần này. Ý cô muốn nói như vậy là để các bạn sẽ làm vào cái bài tập này. Khi mà hỏi what his favorite food, có nghĩa là món ăn yêu thích của anh ấy là gì, thì các bạn sẽ trả lời cho cô là his favorite food is. Yeah, his favorite food is. Đó là cái cách trả lời câu hỏi. Dựa vào cái từ để hỏi ở cái phần chủ ngữ này, chúng ta sẽ lấy cái cụm từ his favorite food này làm chủ ngữ. Sau đó sẽ cộng với một động từ to be là eat, rồi cộng với thức ăn của như vậy là được. Nhưng bảo ngọc, what is favorite food? Bảo ngọc, anh như nào, sorry như nào. Em nói cô là his favorite food is chicken. His favorite food is chicken, hoặc là trả lời ngắn gọn is chicken. Đấy. Khi mà các bạn trả lời thì các bạn có thể làm sai cái câu trả lời của mình ra. Khi mà sẽ người chạm sẽ biết là các bạn à các kỹ năng sử dụng tương ngữ của các bạn số tết, cho nên nó sẽ có điểm cao ha. Hoặc là các bạn những cái bạn nào mà cảm thấy khó học cái phần đó, các bạn ghi cho cô ngay chữ chicken vào để chúng ta vừa lấy điểm được nhưng mà không bị mất thời gian. Những bạn nào mà học biết được cái phần cách trả lời chưa em con? Nhưng ta sáng nó what's her favorite drink? I like orange juice. I like là sở thích của mình thôi. Chưa chuyển thành chữ cô ấy bằng cô ấy. Orange juice. Eat orange juice. Đấy. Đó là cái cách trả lời như vậy. Eat orange juice.
Đấy, nãy chúng ta không biến tấu được cái từ của ngoài mà biến tấu thành cái câu trả lời, thì chúng ta sẽ trả lời ngay cái câu eat orange juice luôn, được chưa? Rồi một bạn trả lời thì câu này là cho các bạn đó, cô Nguyễn. Is in the cola. What her favorite drink? Her eat chicken. Her eat chicken. Của gọi là chicken. Của gọi là có một cái phân có số hai ấy. Cái của em có. He eat orange juice. Eat. Nếu không nở rồi thì các bạn sẽ trả lời là eat. Eat orange juice. Eat eat orange juice. Một cái khác nó văn đánh nhạt nó. Her favorite drink is orange juice. Đúng rồi. Her favorite drink is orange juice. Thức uống mà, đồ uống mà cô ấy yêu thích là nước cam, được chứ? Chúng ta sẽ thừa vào cái câu hỏi này. Her favorite drink. Vì từ her là một tính từ sở hữu, cho nên sau tính từ sở hữu này chúng ta phải cộng với một cụm từ hoặc cụm danh từ mang tính chất sở hữu của cô ấy, của ai đó, được chứ? Để các bạn nhớ biến tấu rồi thì các bạn sẽ trả lời cho cô chữ ít ngay, chắc sử dụng chữ ít ngay. Câu hỏi thứ ba. Anh Tú, what his favorite food and drink? His favorite food and drink is fish and water. Fish and water. Just anh Tú in his place. Bạn hãy tự kiểm tra lại cái tổ chức nhé, có một cái lỗi trái đó đấy. In nhé. It's food and water. It's food and water. It's food and water. Thế kia in nhé. Đó là một cái cách trả lời ngắn gọn cho it's food and water. It's food and water. Khi mà trả lời là his favorite food in the drink, có nghĩa là hai. Mang tính chất nhiều rồi, chúng ta phải chuyển động từ to be thành are. Food and water. Yes. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang một cấu trúc mới. Would you like some? Would you like some? Would you like some lemonade? Would you like some lemonade? Would you like yes. Would you like some bread? Would you like some bread? And would you like some vegetable? Right. Would you like some? Có nghĩa là bạn có muốn một cái gì không? Bạn có muốn một ít, bạn có muốn được cam không, hoặc là bạn có muốn ăn một ít cơm không, hoặc là bạn có muốn một ít bánh mì không, bạn có muốn rau củ quả hay không. Nếu có thì các bạn sẽ sử dụng từ exactly. Vâng, làm ơn cho tôi một ít tình hoạt. Nếu các bạn không thích thì các bạn sẽ nói no, thank you, cảm ơn. Không, tôi không cần, cảm ơn, thấy chưa? Nếu ta đặt ra một cái lời mời cho mình rồi thì chúng ta để mà mong muốn như vậy thì các bạn sẽ sử dụng từ exactly, mang tính chất thân thân mật gần gũi hơn. Còn từ no, thank you. No, thank you. Mặc dù người ta đã mời mình nhưng chúng ta vẫn phải nói không và cảm ơn lại họ chứ. Would you like some? Bạn không muốn một cái gì không, một ít gì không?
Yes. Would you like some? Yes, please. No, thank you. No, thank you. Những ngon ánh tủ làm mẫu một cái vị đồ phân lemon này. Rồi đây mình sống thôi, khi ta mình học. Would you like some lemonade? Yes, please. Yes, please. Rồi, bây giờ bạn ấy tủ ở này bạn nhớ không nào? Left and right. Yeah, thank you. Would you like some rice? No, thank you. No, thank you. Yes, please. Thank you, anh tủ nhớ không? Đấy, một cái ví dụ đơn giản thôi, bạn sẽ sử dụng từ này. Would you like some? Would you like some? Some milk, some rice, some tea, or some bread, and so on. Bạn sử dụng các từ mở ra học ấy. Khi mà các bạn có thể làm cái bài hồi xoài nhỏ, hỏi về nhau là what is your favorite food? I like chicken. So would you like some rice? No, thank you. Đấy, có hỏi là các bạn món ăn yêu thích nhất của bạn là gì? Thì bạn sẽ trả lời là thịt gà, chắc thịt gà. Vậy bạn có muốn thêm một ít cơm không? No, không cần, cảm ơn. Đấy, trong cái bài hồi thoại về cái thức ăn hoặc là đồ mà các bạn gặp ở nơi công cộng, chẳng hạn khi các bạn vào nhà hàng ấy, thì các bạn sẽ nói với bạn của mình, hai người đấy cùng với nhau, thì các bạn sẽ nói về để quay món ấy, thì các bạn sẽ dùng cái này. Yes. Would you like some? Would you like some? Cái tổ chức này gọi là would you like some? Definitely. No, thank you. Sau này là các bạn cần một cái danh từ về thức ăn và đồ uống như này cung cấp cho các bạn ấy. Would you like some lemonade? Would you like some rice? Would you like some bread? Would you like some vegetable? Vegetable. In me, then, huh? Would you like some rice? Yes, please. Would you like some vegetable? No, thank you. No, thank you. Yes, please. No, thank you. Nếu muốn thì yes, please. Nếu không muốn là no, thank you. No, thank you. Nguyên hả? Không Nguyên. Would you like some? Would you like some lemonade? Yes, please. Would you like some bread? No, thank you. Oh, thank you. That's it. Đấy, là cái phần tổ chức này. Would you like some? Được chưa? Tiếp theo, nếu mà một cái tổ chức tương tự giống một tổ chức would you like thì chúng ta sẽ có từ do you like. Do you like food? Do you like drink? Food for the drink ở đây cũng nghĩa là các bạn sẽ thay cái từ mà ví dụ nhá, would you like chicken? Do you like chicken? Do you like chicken? Yes, I do. Hoặc là no, I don't. I like fish chẳng hạn. Food and drink này là các bạn phải thay các cái từ mới liên quan đến food hoặc là drink nhá. Chứ không phải là các bạn nói là do you like food, tất nhiên là phải thay thôi, đúng không? Cụ thể vào cái từ này, các bạn về cho có cái phần cụ thể vào. Ví dụ nhá. Một từ chicken hoặc là milk chẳng hạn, để các bạn thay đổi được chứ. Do you like chicken hoặc do you like milk? Bạn có thích là không? Nếu có thì là yes, I do. Nếu mà không thích thì các bạn sẽ nói no, I don't. I like fish chẳng hạn. Không, tôi không thích mà tôi thích cả cơ. Đấy, chưa? Yeah. Do you like chicken or meal? Do you like meal? Bạn có thích sữa không? No. No, I don't. I like orange juice. Không, tôi không thích sữa mà tôi thích uống cam. Có là Z, I do. Vâng, tôi thích.
Đấy, bạn cũng thích cái gì đó không, đúng chưa? Bảo Minh, please. Do you like pork? Do you like pork? Do you like pork? Bạn có thích thịt lợn không? Yes, I do. Yes, I do. Rồi, tiếp theo nhé. Do you like lemonade? No, I don't. I like milk. You like milk. Very good. Thank you, Bảo Minh. Kim Chi, please. Do you like fish? Do you like fish? No, I don't. I like chicken. I like chicken. Do you like orange juice? Yes, I do. Yes, I do. Any place do you like beef? Do you like beef? Any? Yes, I do. Yes, I do. Do you like vegetable? Do you like vegetable? Do you like vegetable? No, I don't. I like water. I like water. Câu hỏi là em có thích rau củ quả không? Thì em nói không. Có thích thức ăn mà phải biết thức ăn nhiều hơn nhá. Rồi, thank you, Sydney. Minh Anh, please. Do you like chicken? Do you like chicken? Yes, I do. Yes, no. I do. So, do you like milk? Yes. No, I don't. I like fish. Câu hỏi là em có thích sữa không? Thì em là không, hoặc là em thích uống gì? I like orange juice. Orange juice. Thank you, Minh Hân. Nhân Ngọc, do you like rice? No, I don't. Do you like water? Yes, I do. Yes, I do. Thường thường thì hỏi nếu mà bạn có thích ấm không thì chắc chắn là phải nở cổ nha. Đấy, đây chứ, cấu trúc thứ hai. Cấu trúc thứ ba, sorry, do you like, bạn có thích cái này, cái kia không? Yes, yes I do, well, no, I don't, I like. Quên sáng, please, do you like beef? Yes. Zep. Yes, I do. Zep, I do. Do you like lemonade? Do you like lemonade? Bạn có thích uống nước chanh không? No, I don't. I like orange juice. Orange juice. Thích tăng sang. Do you like pork? Do you like pork? Yes, I do. Yes, I do. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. You like milk. Thank you, Trần Trang. Đăng Nhật, please. Do you like chicken? Đăng Nhật. Alo, bạn đang nghe có nghe cô voi không?
Do you like beef? Yes, I do. Do you like milk? No, I don't. I like butter. No, I don't. I like butter. Thank you so much. Do. Rồi, tiếp theo nhá. Câu hỏi bạn Nắng Nhật này, mở mic lại cho cô nào. Do you like feet? Do you like feet? Yes, I do. Yes, I do. Do you like orange juice? No, I don't. I like milk. You like milk. Đấy là cấu trúc thứ ba, đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ có một cái phần game nhỏ nhỏ nữa và sau cái phần game này các bạn sẽ được gì? Chưa? Phần sang quiz. What is your favorite drink? What is your favorite drink? It's beef, water, and juice. Phần phần sáng đó. Em có A, B, or C. Nhìn vào bức tranh này nhá. Nhìn vào bức tranh giữa các bạn nha đây đây. What is your favorite drink? Beet water. Nước. Nước lên được kẹo. Tầm quen. Em thật có là em cho anh câu bài. It's water. It's water. Water is correct answer. The next. Now, another question. Một bạn đã nào. Kim Ngân, please. What's your favorite food? Kim Ngân, please. Em có. Bạn Ánh Phượng á. What is your favorite food? Bạn Huyền á. Chào thưa cô, em. Chào tròn cô à. À, chicken. Wow, chicken. Eat chicken. Chicken is quite answer. The next question. Nope. The next question. Một bàn xã nào? Cô sẽ gọi một cái bàn bàn xã đấy chứ. Anh Thứ. Anh Thư, please. Please. Quên Trang, please. What is your favorite food? Chào thưa cô là ai? Ai? Ít. À. Ai? Nên tiếc cho Huy Trang. Câu gì chắc là cô Bì. Nên chắc ngắn nhá, để cho bạn trả lời. Bạn Huyền trả lời sáng trả lời lại cho cô nó. Thưa cô là C. It is four. It's B. Đấy chứ? B. 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 Là thịt bò. B. The next question. Kim Chi, what is your favorite food? Em thưa cô. B. 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 Pork or meal? Four. Nào, chọn lại nào. A, B or C? Em chẳng có, em chẳng có B. B. Pork, chẳng. B, pork, thịt lợn. The next question. In Nhi, what is your favorite drink? Em thưa cô là... Let's see. It's meal. Quincy, please. What is your favorite food?
Quỳnh Chi. Kèm đi cô. Tân Quỳnh Chi, what is your favorite food? Em thưa cô, em cho đáp án A. A. Fish. It's fish. That's right. Văn Trang, wait. What is your favorite drink? Alo. Em có. Có tăng sáng không? Luôn có. Rồi. Các bạn. Ây. Ấy. Đọc là gì? It's orange you. Orange. Orange. Orange you. Orange. Minh Hằng, what is your favorite food? Ai có ý? Em thưa cô. Si. 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 Bảo Minh, what is your favorite? Em thưa cô. Em cần cô ơi. Orange juice, what is your favorite orange juice? Now the next question. Bạn tiếp theo nào. Phương Nguyên, what is your favorite? Phương Nguyên, Phương Nguyên. Em có. Em có. Em có. Anh. Ai rồi bảo mình còn ai nhưng mà what is your favorite? Em có. Is orange juice. Is orange juice. Chúng ta cần điền vào bức tranh này là gì? Anh tụ. Quyết định nhanh lên. Nhanh lên. Em sẽ có là em chọn C. C. Green. What is your favorite green? Thức của mà bạn yêu thích là gì? Thế là để ý phân của mọi người nha. Đáng nhật, what is your favorite drink? Yeah, me. Không quên, please. What? Sorry, love your favorite food. Không quên. Em chọn B. B, what? B nhá, phải có đồng tư B nữa. Chúng ta phải cho đọc án là what? Food. What is your favorite food? Câu này có làm rồi chứ. What is your favorite food? So, the end of the lecture today. Chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay ở đây. Câu 6 cái phần trò chơi này là cô yêu cầu các bạn phải hạ cánh tay của mình xuống một cô đến 1, 2, 3 thì các bạn mới cống bằng được. Ồ, coi như vậy là các bạn có nhiều bạn được coi. Mắm mấy từ 3 rồi. Đấy. Goodbye teacher. Goodbye and good night. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye các bạn đã phí chứ. Em chưa thấy con. Good luck. Em chưa thấy con. Bắt cho em. Em thấy con. Có bắt cho em không? Có nha. Good luck cho em. Chúc các bạn. Tao chỉ nói tao ăn cỏ dẻo. Tôi là mẫu có. Chúc các bạn thi tốt và khi nào có điểm thì bạn hướng bảo cho cô biết với nha. Em mới điểm với cô. Rồi. Em mới điểm với chứ là có. Ai được 10 điểm rồi? Minh Hằng rồi ạ. Rồi, được 10, có điểm rồi à em? Rồi, congratulations, chúc mừng em nha. Rồi, tiếp theo các bạn, những bạn nào mà chưa thấy thì cố gắng làm bài thi thật tốt nha. Goodbye. Rồi, cố bạn nào có vấn đề gì về các cái thi thấy ấy thì inbox riêng cho cô sẽ hướng dẫn cái phần nào mà các bạn cảm thấy con kiểu hoặc là chưa hiểu các bạn thì các bạn inbox cho hỏi cô nhá.
Set. Okay, yeah. Bye and good night. Thank you so much. Thank you so much.